ông này. Chè ngon ông này ơi, hôm nay chắc con đi hái đi chuối. Ừ. Cho ông đi mấy thôi, ông không đi đâu, ông ở nhà. Con đi đâu ông ơi, con đi cẩn thận nhé con nhá. Vâng ạ, ông ở nhà đi. Ừ. sân này. Chống mới về à? Vâng. Đây nhiều bí chuối lắm rồi. Nhiều thế nhỉ, có bí to. Ông ơi, ơi, nhà con đi chợ nhé. Ừ. Con đi đây. Quên túi rồi này. Quên rồi. Các cờ bóng ấy. Ừ. Ôi, cháu đi chợ về rồi. Ừ. Cháu đã về rồi. Ông ơi, con mua được 2 cốc chè về hôm sau mới ăn này. Buông thì cho tốn tiền. Con thấy ngon quá, con mời cho ông với con ăn. Cái này con mời ông. Ok. Ông ơi, nhà mình xa quá, đi về nước đá chạy hết rồi, đá chạy hết nước rồi. Tôi chan nước ăn. Chè ngon quá con ạ, nhưng mà tốn tiền. Thôi tốn tiền nhưng mà cháu mua, thỉnh thoảng cháu lại mua về ông cháu mình ăn bổ sức khỏe ông ạ. Chè này ngon quá ông nhỉ.